Nhiều cửa hàng, đơn vị kinh doanh xăng dầu đồng loạt báo hết hàng, dừng bán. Xăng tăng giá lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua. Các cửa hàng, đơn vị đồng loạt mở bán lại. Đó có phải là hành vi găm hàng, trục lợi hay không? Đặc biệt, đây lại là mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng đến sự vận hành của mọi mặt kinh tế xã hội. Hướng xử lý và ngăn chặn tình trạng này tái diễn của ngành chức năng là như thế nào? Tiêu điểm nóng cùng V8 hôm nay. Vâng, thưa quý vị, thị trường xăng dầu trong nước những ngày qua đang trở thành vấn đề nóng được dư luận rất quan tâm. Giá xăng dầu thì đồng loạt tăng, nhiều cửa hàng xăng dầu đồng loạt nghỉ bán. Người dân phải xếp hàng chờ mua xăng dầu, còn chủ đại lý thì la là không còn hàng nữa. Thậm chí từ chiều qua giá xăng dầu tăng sốc với mỗi lít dầu tăng 660 đến 960 đồng và xăng tăng từ 960 đến 980 đồng. Với lần tăng mới nhất này, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã vượt 25.000 đồng một lít với RON 95 và đánh dấu mức cao nhất từ tháng 8 năm 2014 đến nay. Vậy lý do thực chất là gì? Có phải thực tế không còn xăng để bán hay còn mà không muốn bán để chờ được giá hơn? Hành vi này có được phép hay không? Và nó ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế chung và người tiêu dùng nói riêng? Vâng, biên tập viên Anh Quang, câu chuyện này nên được hiểu như thế nào ạ? Cảm ơn biên tập viên Nguyễn Ánh. Thưa quý vị, hành vi này có được phép hay không? Tôi xin trả lời luôn với quý vị rằng hành vi găm hàng đợi được giá này nếu có thì là hành vi không được phép, là sai luật và trái với chỉ đạo của chính phủ đối với nhóm mặt hàng thiết yếu. Và khi mà tình trạng này xảy ra trong suốt gần 10 ngày qua thì đã thực sự khiến cho người tiêu dùng hoang mang, dư luận thì bất bình. Điển hình như là giữa tuần qua đã có hàng loạt cây xăng tại một số tỉnh khu vực Nam Bộ như An Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và tại khu vực Tây Nguyên là tỉnh Đắk Lắk đã đóng cửa. Qua kiểm tra thì lý do các cửa hàng xăng dầu này đóng cửa là do hết xăng, nguồn cung không kịp hoặc đóng cửa do lỗ vốn. Tuy nhiên thì thực tế qua kiểm tra của các cơ quan chức năng đã phát hiện một số cây xăng dù còn nhiều xăng nhưng vẫn nghỉ bán. Thưa quý vị, rõ ràng là thị trường xăng dầu trong nước đã có những biểu hiện bất thường. Từ thực tế này thì Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã phải yêu cầu xử lý nghiêm hành vi găm hàng nhằm trục lợi và các vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện thanh tra kiểm tra ngay đối với các đơn vị liên quan đến cung ứng và phân phối xăng dầu, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong thời gian qua. Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh xăng dầu sát với thực tiễn và phải cân đối nguồn xăng dầu nhập khẩu và sản xuất trong nước. Tại thành phố Thanh Hóa, tại một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn trong sáng ngày 11 tháng 2, hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn ra bình thường, không có cửa hàng nào đóng cửa nghỉ bán. Doanh nghiệp cũng đã chủ động dự trữ nguồn hàng, đảm bảo cung ứng thị trường. Tuy nhiên, một số đơn vị cho biết, hơn một tháng qua, việc kinh doanh lẻ xăng dầu không có lãi, thậm chí lỗ do chi phí vận chuyển, điện, nhân công. Các cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, cũng đã dự trữ được cái nguồn hàng để phục vụ cho nhân dân. Nhưng mà cái chiết khấu bây giờ là đang không đồng mà lại không có hàng. Đề nghị với cơ quan quản lý nhà nước ấy, đảm bảo tiến độ cung ứng xăng dầu cho cái đơn vị như đại lý chúng tôi. Qua kiểm tra, giám sát, gần 600 cửa hàng xăng dầu toàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản đảm bảo đáp ứng đủ xăng dầu bán lẻ. Không có cửa hàng xăng dầu nào đóng cửa hoặc ngừng kinh doanh. Không có tình trạng găm hàng trục lợi, giá bán theo niềm yết. Trước tình hình xăng dầu có nhiều diễn biến mới, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Đến thời điểm hiện nay thì chưa có một cửa hàng nào đóng cửa và găm hàng. Và chúng tôi yêu cầu là sẽ xử lý nghiêm nếu như các cửa hàng xăng dầu, các tàu dầu mà có cái ý định găm hàng và tăng giá và làm gây rối thị trường về cung ứng hàng hóa xăng dầu. Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên, từ ngày 9 tháng 2 đến nay, 5 đội kiểm tra thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Yên đã tiến hành giám sát 182 cửa hàng bán lẻ xăng dầu toàn tỉnh. Kết quả kiểm tra từ ngày 9 tháng 2 đến nay chưa phát hiện tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Các đơn vị cửa hàng cũng đã cung cấp đầy đủ các điều kiện cung ứng hàng hóa sau Tết nhằm bình ổn thị trường xăng dầu. Việc kiểm tra này tiếp tục duy trì trong những ngày tới, kể cả ngày cuối tuần. Vâng, thưa quý vị, như vậy là những giọt xăng này chảy ra chậm bao nhiêu trước thời điểm xăng tăng giá thì cửa hàng đó, đơn vị kinh doanh xăng dầu đó sẽ được lãi suất nhiều hơn. Thực trạng đóng cửa hoặc là cố tình găm hàng xăng dầu đã xảy ra tại một số địa phương. Thị trường xăng dầu tại đa số các tỉnh thành trong cả nước đều ổn định thì đáp ứng được nhu cầu kinh doanh. Trong việc nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu đồng loạt đóng cửa thì là câu hỏi lớn cần phải làm rõ và cần phải xử lý nghiêm nếu như thực sự có dấu hiệu vi phạm.
Và trách nhiệm này thì thuộc về các bộ ban ngành và địa phương liên quan, trước hết là từ Bộ Công Thương. Trong tổng số là 14 đơn vị chúng tôi đã dừng chân, thì thấy có 3 đơn vị sai phạm, thì 2 đơn vị thực tế là hết hàng, còn 1 đơn vị thì là đầy hàng. Đấy, thế nhưng mà họ vẫn tiến hành không bán. Thế này là trách nhiệm của Bộ Công Thương thì sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan cung cấp đầu mối cho các đơn vị này. Đấy, vì lý do, nguyên nhân vì sao họ không cung cấp, bởi vì cái đấy theo quy định của chính phủ về cung ứng cho đảm bảo về thị trường là rất rõ ràng rồi. Còn trách nhiệm đến đâu thì Bộ Công Thương sẽ theo phân cấp quản lý sẽ xử nghiêm túc đến đấy. Ngoài một câu thì Bình đã hoảng loạn. Thưa quý vị, tới trước 15 giờ ngày hôm qua thì quỹ bình ổn giá xăng dầu tại tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex, đơn vị chiếm 40% thị phần xăng dầu trong cả nước, âm 55 tỷ đồng. Và theo ghi nhận mới nhất thì sau khi xăng dầu tăng giá trong sáng nay, hầu hết các cây xăng dầu trên cả nước đều đã mở bán trở lại, chứ không còn đóng cửa như ngày trước nữa. Thực tế này phản ánh điều gì ạ? Ai là người được lợi hơn trong câu chuyện này? Câu trả lời không khó phải không thưa quý vị? Điều đáng nói là diễn biến thị trường gần 10 ngày qua đã cho thấy, nếu không có những giải pháp và biện pháp sát thực tế hơn, tình trạng này tái diễn, chắc chắn thị trường xăng dầu sẽ ảnh hưởng và tác động lớn đến toàn nền kinh tế. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã vừa giao cho Bộ Tài chính chủ trì rà soát các quy định về thuế, về phí, tính toán lại các mức chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu cho phù hợp với tình hình thực tế và nhằm đảm bảo tính đúng, tính đủ, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng, doanh nghiệp sử dụng xăng dầu nữa. Hy vọng rằng với những chỉ đạo quyết liệt từ phía lãnh đạo chính phủ, những bất cập của thị trường xăng dầu trong nước sẽ được giải quyết để người tiêu dùng không phải thấp thỏm và dư luận cũng không còn phải dậy sóng như 10 ngày qua nữa.